Phần 35. Tuyết xuống đến cạnh bàn uống nước thì giới thiệu, "Nghĩa, đây là gì tớ, gì tớ tên là Hằng." Cả hai người vẫn không nói với nhau câu gì làm Tuyết bắt đầu thấy sự bất thường. Cô nhìn vào Nghĩa thấy ánh mắt của bạn cứ nhìn chằm chằm vào người gì ở sau lưng mình. Rồi Tuyết quay lại phía đằng sau thì cũng thấy gì nhìn chằm chằm vào Nghĩa. Khuôn mặt của hai người cực kỳ khó coi và có cái gì đó bất bình thường. Tuyết phải gần giọng lên. "Nghĩa?" Lúc này Nghĩa mới sực tỉnh thoát khỏi cơn khủng hoảng nếu bây giờ bảo cậu muốn làm gì nhất trên đời muốn bố sống lại muốn chị nhài tìm lại được đứa con của mình muốn mình biết trồng tất cả các loại cây trên đời này muốn mình trở thành một nhà kinh tế học siêu phàm hay muốn mình trở thành một nhà quản trị tài ba không lúc này đều nghĩa muốn nhất chính là chạy khỏi ngôi nhà ống năm tầng này về nhà trèo lên giường trùng chăn kín đầu ngủ và không bao giờ tỉnh dậy nữa cậu ấp úng không biết nói gì hả cậu cậu bảo gì bó tay với cậu bạn tuyết quay sang gì thấy ánh mắt gì trợn tròn nhìn nghĩa hai gò má ửng như vừa quét vội thỏi son hồng cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra gì gì làm sao thế đây là nghĩa bạn cháu gì hằng nào có kém chi nghĩa đâu bảo gì hằng muốn gì nhất lúc này muốn có một người bạn dai tối nào cũng cờ văn hén có vui không không cái gì muốn bây giờ nhất chính là có cánh cửa thần kỳ của Doraemon, để gì quay về thời gian cái lần đầu tiên gặp cậu Nghĩa ở trường, để gì dặn lại mà hỏi rõ tên cậu ta. Gì? Gì? À, khủng quá à. Không, Nghĩa. Ừ Nghĩa bạn cháu, gì hằng giật mình lắp bắp trả lời cô cháu gái. Người tức nhất chính là Tuyết, cô nàng thực sự bất ngờ vì thái độ không bình thường của cả Nghĩa và gì vốn là người thông minh, Tuyết bắt đầu đặt ra giả thuyết trong đầu và tự mình nói ra miệng có phải hai người đã từng gặp nhau. Không chỉ đơn giản là hai đã từng gặp nhau đâu, nếu chỉ đơn giản thế thì đâu có cái trạng thái lúng túng như bây giờ. Gần như cả nghĩa và gì hằng đều đồng thanh, ừ, là tiếng nghĩa dặn ra. Không, là tiếng gì hằng tuôn ra một cách thành thực, kịch bản này không được báo trước nên cùng một câu hỏi mà hai người trả lời lại ngược nhau tuyết tiểu thư dậm chân đành đạch động tác dậm chân vừa rồi không thể giữ cho vòng ba đứng yên được nàng chỉ thiếu nước hét lên là sao hả trời sao người bảo có người bảo không hết thời gian bỡ ngỡ dì hằng bắt đầu lấy lại được phong độ của mình dì chữa cháy nói ra một nửa sự thật không trả lời câu hỏi của tuyết dì hơi nháy nháy mắt nói với nghĩa thế hóa ra cậu tên là nghĩa hả à? thế sao hôm đến trường làm thuê cậu không nói tên Nghĩa cũng bắt đầu bắt nhiệt được màn kịch mà dì Hằng vừa mới gợi mở phần đầu tiên, tại hôm đó cô không hỏi em. À không, dì không hỏi cháu. Gió đổi chiều, dì Hằng vuốt vuốt vào lưng cháu nhằm hạ hỏa cơn nổi giận lôi đình của tuyết, nào ngồi xuống đây. Gớm, làm gì mà cứ như là đỉa phải vôi. Tôi và Nghĩa đã từng gặp nhau. Nghĩa đến trường làm thuê, có đến hai lần. Một lần thì xúc gạch cái khu nhà cũ, một lần thì bê bàn mới vào lớp học. Được chưa? Còn thắc mắc gì nữa không để tôi giải thích nốt đúng là kẻ có tật át giật mình, tự dưng gì hằng phải ngọn ngành kể lể chi tiết ra từng lần như vậy, có ai khảo đâu mà xưng. Tuyết nghe vậy thì xuôi xuôi và cho là hợp lý. Chuyện nghĩa vẫn đi làm những công việc ấy thì là thường ngày rồi, và vô tình đến trường của gì làm cũng không phải là điều gì quá bất thường. Đã thế nghĩa còn thêm vào, cậu giờ đã khôn chán rồi, chứ nếu như hồi mới lên đây thì ngu ngơ chả biết nói gì, phải đấy, tớ bất ngờ vì gặp gì ở đây. Tớ cũng biết gì ở trường là cô hiệu phó tên Hằng, nhưng vì không biết tên gì của cậu nên không nhận ra. Giờ gặp ở đây thì bất ngờ quá. Vậy hóa ra cô hiệu phó là gì của cậu à? Thế là không còn nghi ngờ gì nữa, Tuyết trở lại vẻ mặt vui tươi như lúc nãy. Tất cả những buổi tối đi học cùng Nghĩa, được ngồi cùng bàn, được thỉnh thoảng chạm nhẹ vào cái khuỷu tay của Nghĩa làm cô vui lắm. Với cô, những giây phút ngắn ngủi ấy như giọt mưa lây phây làm dịu mát đi nỗi đau khổ của tình yêu đơn phương trong một số tiểu thuyết tình cảm mà cô đọc được yêu đơn phương bao giờ cũng mang lại những nỗi buồn ra diết người yêu đơn phương bao giờ cũng chịu thiệt chịu thòi về mình và chỉ có người yêu đơn phương mới cảm nhận được thực sự tình yêu nó là cái gì nó là thèm khát một ánh mắt một cử chỉ quan tâm nó là thèm một giây phút bình yên bên người đó nó là thèm một cái chạm nhẹ vô tình nó là thèm một câu nói nhẹ nhàng vậy hả thế sao từ nãy không nói hai người lại cứ nhìn nhau chân chân làm tớ tưởng cậu và dì có mối thù gì cơ chứ cái này tuyết nói đúng suy nghĩ của dì Hằng. Dì là dì vẫn còn thù nghĩa lắm. Cái buổi chiều muộn hôm ấy có lẽ sẽ còn mãi trong trí não của dì. Hôm đó, sau khi xong việc dì rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười. Vì cái tội nó đến trước một ngày trong tháng. Đồ thì không mang theo. Dì đành biến tấu với cái áo rồi biến nó thành thứ hữu dụng khi cần. Lúc bước chân ra về thì mới biết là hôm nay hơi quá sức, lại ê ẩm nên bước đi khệnh khạng không ra làm sao cả. Lúc qua cổng bảo vệ còn không dám nhìn vào ông bảo vệ già với ánh mắt soi mói nghi ngờ. Không biết là trong lúc ở bên trong, ông già có tò mò ở bên ngoài gì nữa không. Nhìn cái thái độ của ông ta gì nghi lắm nhưng chưa thể kết luận được. Cũng chính vì mối nghi ngờ như vậy nên dì tiệt không dám lặp lại việc đó lần nữa tại trường. Cũng đang tính toán xem làm cách nào để ăn được anh chàng một lần nữa, nhưng phải ở một địa điểm khác thì sự việc ngày hôm nay diễn ra giờ biết được nghĩa là bạn của cháu gái rồi có cho kẹo gì cũng không dám nữa biết đâu sau này nghĩa và cháu gái mình thành vợ thành chồng thế chẳng hóa ra hai gì cháu chung à thì tại bất ngờ quá nên thế ấy mà hì hì dì hằng vừa nói mà phải đổi chân nọ gác sang chân kia không hiểu sao lại tự dưng khó chịu thế không biết nghĩa ngồi im không dám ngọ nguậy tí nào cứ thỉnh thoảng len lén nhìn về phía dì hằng cũng lâu rồi không gặp lại gì, thỉnh thoảng cậu vẫn nhớ tới cái lần kinh thiên động địa với gì, vẫn còn nhớ tới một lời hứa giúp gì còn treo chưa thực hiện được. Tuyết thì tông tẩn làm trung gian môi giới việc làm. Gì này, từ giờ trường có việc gì thì gọi cho bạn cháu nhé, phải trả công thật cao vào. Mà gì có số điện thoại chưa, đưa điện thoại đây để cháu lưu cho. Dì Hăng dễ nảy lên đổi chân phát nữa, giờ đưa điện thoại cho nó, nó biết lưu tên số điện thoại của Nghĩa là khủng quá thì có lẽ không còn gì cháu nữa, lưu rồi, lưu rồi. Không cần nữa. Tuyết thông minh, cô không muốn kết thúc câu chuyện ngay vì nếu như thế Nghĩa sẽ về nhà, cô lại không được gặp cậu nữa, như vậy sẽ buồn lắm. Thế nên Tuyết lang thang nói về một chuyện chẳng liên quan gì đến Nghĩa cả, cô hỏi gì, à, mà sao hôm nay gì về muộn thế? Mọi ngày giờ này đang chát chít rồi mà, dì hăng thở dài thượt một cái nói về sự cố của trường mà dì vừa mới đi giải quyết về ây già tôi vừa mới ở bệnh viện về đây sao dì bị làm sao mà phải đi viện sáng nay thấy vẫn khỏe cơ mà hay là đến tháng mà không thấy nửa đoạn sau tuyết ghé sát vào tai dì không cho nghĩa nghe thấy dì đập nhẹ vào vai cháu vớ vẩn học sinh bị ngộ độc thực phẩm dì phải thay mặt nhà trường ở viện giải quyết dì may còn lâu mới tai nạn nhé chuyện này là chuyện lớn làm nghĩa bắt đầu chú ý tới câu chuyện của hai dì cháu đáng ra cậu chỉ chờ xong đoạn nói chuyện này thì xin phép ra về tuyết trẻ môi tạo thành một vòng tròn nhỏ ui dùi ui chuyện lớn vậy cơ à dì kể rõ ra xem nào thì đấy học sinh ăn uống giữa giờ ra chơi ở căng tin của trường rồi mấy chục đứa bị ngộ độc thực phẩm lăn lóc ôm bụng kêu đau đi cấp cứu tập thể luôn mà cái căng tin lại do dì quản lý đã bảo phải mua thực phẩm sạch rồi thế nào mà rau cải mua hôm nay lại không an toàn hình như là bị phun thuốc sâu quả này nhà trường phiền hà lắm đây tôi chịu trận vì mình trực tiếp quản lý nghĩa bắt đầu lên tiếng trong đầu cậu vừa lóe lên một ý tưởng vô cùng táo bạo và vô cùng mới mẻ nó mới không chỉ với nghĩa mà với cả xã hội lúc bấy giờ khuôn mặt cậu rạng rỡ phấn khích mà ngay chính gì hằng và tuyết đều hết sức ngạc nhiên gì gì có thể nói rõ cho cháu về việc này được không ạ à? ý cháu là căng tin của trường ấy họ vận hành như thế nào ạ à? vẫn chưa rõ ý định của nghĩa là như thế nào nhưng nhìn khuôn mặt của cậu ta lúc đó dì hằng không nỡ để cậu ta thất vọng thâm tâm gì cũng có những tình cảm nhất định đối với cậu thanh niên này không phải vì cậu ta đã từng ngồi trước mặt dì bây giờ là nghĩa một thanh niên mà qua lời kể của tuyết của chị gái hồng dì đã phần nào khâm phục về nghị lực về ý chí và ước mơ căng tin của trường mở ra phục vụ nhu cầu ăn uống của học sinh trong các giờ giải lao nhà trường thuê các đầu bếp và nhân viên phục vụ về làm việc tại căng tin trong căng tin bán các đồ ăn nhanh đơn giản như xúc xích bánh mì mì tôm nấu nhiều món lắm những đồ ăn chế biến sẵn thì mua trong siêu thị nhưng cũng có một số đồ như rau củ quả thì mua ở chợ vào những buổi sáng việc ngộ độc này gần như chắc chắn là do mua phải rau cải có nhiễm độc chỉ là đợi đến sáng mai mới công bố chính thức thôi Nghĩa hỏi thêm, trong đầu cậu đang nảy lên tanh tách những dòng suy nghĩ, thế các trường khác có căng tin không ạ? À? Theo như gì biết, thì các trường cấp 2, cấp 3 đều có căng tin này. Còn các trường mầm non và tiểu học thì không có căng tin, nhưng họ tổ chức nấu ăn bán chú cho học sinh tại trường luôn. Mà nấu ăn bán chú thì đương nhiên là phải nhiều hơn là căng tin rồi. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo, sắp tới đây, các trường cấp 2 sẽ tổ chức ăn bán chú luôn. Cháu hỏi thế là ý gì? Nghĩa đứng dậy đi đi lại lại, hai tay đập đập vào nhau gật gù. Ở ghế salon lông đối diện, đầu của dì Hằng và của Tuyết lắc bên nọ, lắc bên kia nhìn theo chiều di chuyển của Nghĩa, cảnh này giống như trong phim hoạt hình Tom và Jerry. Một lúc sau, khi đã thông suốt, đã nối các điểm suy nghĩ lại với nhau, Nghĩa bật ra khi nhìn thẳng vào hai người, cháu cảm ơn dì. Tuyết ơi! Tuyết ơi! Tớ! Nghĩa gọi đến hai lần câu tuyết ơi làm cô nàng tiểu thư rụng rời chân tay, giờ này mà cậu Nghĩa kia có bảo cô làm gì cô cũng làm, tớ làm sao? Nghĩa gần như là gieo lên, tớ giải được bài toán kinh tế mà cậu đặt ra cho tớ rồi. Sản xuất cái gì? Sản xuất cho ai rồi? Tớ sẽ trồng rau an toàn rồi bán cho các trường học. Cậu thấy có được không? Nghe đến đây, tuyết bị thuyết phục tuyệt đối. Chuyện Nghĩa học trồng cây gì cô cập nhật thông tin hàng ngày từ bố và mẹ nhưng bản thân là người học về kinh tế, cô vẫn còn đau đáu lo cho bạn khi bạn vẫn chưa tìm được hướng đi chính xác cho bản thân mình. Giống một người cứ phầm phầm đi giữa sa mạc nhưng không biết là sẽ đi về đâu. Được đấy, cậu nói rõ hơn xem nào. Nếu các nhà trường có tổ chức nấu ăn cho các học sinh thì nhu cầu về rau và thực phẩm an toàn chắc chắn là sẽ có. Trên thị trường bây giờ có rất nhiều loại rau, củ, quả và các loại thực phẩm khác nhưng đều được sản xuất theo dạng thủ công, không an toàn khi dùng quá nhiều hóa chất kích thích. Hiện nay, bên vườn ươm, tớ và bác tập đã bắt đầu nghiên cứu và trồng thử nghiệm một số loại cây theo mô hình. Đó là mô hình sản xuất rau an toàn, sẽ tạo ra được sản phẩm có chất lượng nhưng hoàn toàn không nhiễm hóa chất kích thích sinh trưởng. Trong khi gì hằng gật gù thì tuyết hưởng ứng thêm, nếu vậy thì trường của cậu không chỉ có các trường học đâu. Còn các bếp ăn của các nhà máy, công xưởng, các cơ quan lớn nữa thị trường này vô cùng rộng lớn chỉ sợ cậu không đáp ứng hết được thôi nghĩa ơ cố lên tớ luôn ủng hộ cậu dì hằng vẫn ngồi im miệng lẩm bẩm nghe lại nhỉ dì nói nhỏ thôi nhưng trong lúc hưng phấn nghĩa cũng nghe được vâng gì là những nguyên tắc trình tự thủ tục hướng dẫn sản xuất thu hoạch xử lý sau thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn nâng cao chất lượng nông sản thủy sản và thực phẩm đảm bảo phúc lợi xã hội sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng đồng thời bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản xuất hiện nay chưa được áp dụng mà mới chỉ ở dạng nghiên cứu nhưng cháu chắc chắn là chỉ trong một vài năm nữa thôi sẽ được áp dụng trong cả nước một khi đã tìm thấy hướng đi con người ta tự dưng trở nên hưng phấn đến kỳ lạ nghĩa của chúng ta trong thời điểm này là như vậy cậu cứ tự mình mày mò tìm ra cách đi đến mục tiêu cứ học trồng các loại cây vậy thôi học càng nhiều càng tốt nhưng sự học là mênh mông bát ngát nếu ta thực sự không có một định hướng nào thì chỉ như kẻ bị lạc đường lang thang bất định biết bao giờ mới đến được đích đây giờ đây nghĩa đã tìm thấy hướng đi phù hợp với điều kiện của mình tất nhiên còn quá sớm để nói nó sẽ thành công hay không nhưng ít ra trong thời điểm này cậu đã nhìn ra con đường mà mình phải đi bất kể con đường đó có dài có xa có chập chành trông gai thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn nó chẳng thể cản nổi bước tiến của chàng trai nông thôn mang trong mình hoài bão lớn lao xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Chuyện đời nghĩa còn dài, còn lắm trông gai chắc trở, các bạn hãy kiên nhẫn nghe tôi kể nốt câu chuyện lập nghiệp của nghĩa nhé. Khi nghĩa về rồi, Di Hằng và Tuyết mỗi người lại một phòng. Trong khi cô cháu gái cười như liên xô vì bạn của cô ấy đã tìm ra được hướng đi của đời mình. Ở phòng đối diện, Di Hằng tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Đúng là tâm trạng Hằng khó có thể nói là vui, cũng khó có thể nói là buồn buồn vì từ nay cô chính thức từ bỏ ý định với Nghĩa một lần nữa. Mặc dù về mặt sinh lý mà nói, cô thèm khát được một lần nữa lắm. Nhưng về mặt lý trí và cảm nhận mà nói, cô tin tưởng rằng tương lai cháu mình và cậu bạn tên Nghĩa ấy sẽ nên đôi nên lứa, chứ không chỉ dừng lại ở mức bạn bè như lời tuyết kể như bây giờ. Chính vì vậy, cô không thể gạt bỏ luân thường đạo lý mà tranh cướp bạn dai với cháu được. Nó là đứa mà cô yêu quý, phần bạn và chị em còn có phần nhiều hơn gì cháu. Còn vui vì lý do gì? Vì cái chuyện mà cô chủ tâm sắp đặt với bà chị gái đã không thành hiện thực. Nếu nó thành thì giờ đây mới là lớn chuyện, cực lớn nữa là đằng khác. Bấm máy cho chị gái thân yêu, sau vài hồi chuông đổ, ở bên kia có tiếng thưa. Gì hả? Chị nói rồi. Chị không đồng ý đâu mà. Ý chị đã quyết. Giờ này mà chị có đồng ý nhưng khi nói ra lai lịch của anh chàng khủng quá thì chị Hồng chắc cũng dãy nảy lên mất. Xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt, may quá chị ơi may gì may là chị không đồng ý em vừa mới biết cái cậu mà em định sắp xếp cho chị là ai là ai cơ là cái cậu nghĩa bạn của cái tuyết nhà mình là người đang học nghề ở vườn ươm của anh rể cô hồng chỉ kịp á lên một tiếng hả là cậu nghĩa rồi hằng nghe thấy tiếng tút 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 ở trong điện thoại alo alo chị còn đấy không hằng đành để máy điện thoại xuống đệm miệng lẩm bẩm chắc là bà chị mình sốc quá lăn ra rồi ây già trái đất thật là tròn, tưởng vớ được miếng ngon, mà ngon thật, mỗi tội không ăn được. Hàng năm vật ra giường, hôm nay cô cũng thực sự mệt vì lo việc ở trường, chẳng còn hứng thú đâu mà chát với cả chít nữa. Trước khi đóng mắt đi ngủ, cô nhắn một cái tin cho anh chàng khủng quá, hãy quên mọi chuyện đi nhé. Đừng bao giờ nhắc lại nữa. Và đổi tên từ khủng quá thành nghĩa bạn tuyết. Hè qua đông tới, thêm một mùa đông Hà Nội nữa lại đến, trời rét căm căm mưa phùn lất bất bay như là cho không chỉ hà nội mà các tỉnh miền bắc trở nên trầm mặc phảng phất nét buồn buồn riêng có của nó nhưng mặc kệ thời tiết có lạnh như thế nào đi nữa thì cuộc sống vẫn không ngừng vận động không dừng không nghỉ lấy một ngày bạn nghĩa của chúng ta cũng vậy cậu chẳng bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi dù chỉ là trong chốc lát kiếm sống và tiết kiệm vẫn bằng những đồng tiền làm những công việc tự do mà cậu đã làm từ ngày đầu bước chân lên thành phố Giờ đây, nếu để nói là kiếm một công việc cố định, đối với nghĩa không phải là khó khăn gì, thậm chí rất dễ nữa là đằng khác. Mấy năm qua, quan hệ của cậu đối với các chủ thuê theo năm tháng, theo công việc đã thay đổi rất nhiều. Với tính cách trung thực, chăm chỉ, thật thà và trách nhiệm, có rất nhiều người muốn cậu làm cố định cho họ. Có thể lấy ví dụ như anh chủ ở bãi gạch bên kia cầu Long Biên. Hơn 2 năm qua làm cho anh, anh quý nghĩa lắm, muốn nghĩa về quản lý hẳn cho anh luôn hay như cái chú ở bến cảng phà đen cũng muốn nghĩa về làm cùng mình và còn nhiều người khác nữa nhưng nghĩa không nhận lời của một ai cả cậu xác định rõ ngay từ đầu việc đi làm chỉ phục vụ duy nhất một mục đích mưu sinh và tích lũy tiền bạc phục vụ cho hoài bão sau này mà thôi làm công việc tự do tuy vất vả thật đấy nhưng bù lại là chủ động được về mặt thời gian tiền cũng kiếm được nhiều hơn so với các công việc cố định nghĩa có chăm chỉ và nhiệt tình đến mấy, nhưng với xã hội trọng bằng cấp như hồi bấy giờ, cậu cũng chỉ là một anh chàng học hết cấp 3, không có chuyên môn gì cụ thể. Vì thế, những công việc mà cậu được mời làm cố định cũng chỉ đơn thuần hơn người lao động chân tay một chút xíu thôi. Mà thực sự muốn tìm một công việc cố định thì làm gì có lựa chọn tốt hơn là làm ở shop quần áo trọng thủy của Thủy Tiên cơ chứ. Shop giờ đã gần như là lớn nhất cái chợ Đồng Xuân mà những người buôn bán cũng phải ganh tị. Ngoài hai người quản lý là Thủy Tiên và chị nhài ra thì còn có cả chục người làm khác. Người nào người ấy tay lăm tay le, thoăn thoát suốt từ sáng tới tận chiều mới xuể việc được. Thủy Tiên thì hễ cứ hở ra là bảo anh về làm với em. Cái shop này mặc dù đứng tên em trên danh nghĩa nhưng thực ra một nửa nó là của anh. Là mẹ cho từ hồi trước, giờ em phải làm thay phần việc của anh. Nghĩa cũng suy nghĩ rất nhiều về những lời Thủy Tiên nói tình cảm cậu dành cho Thủy Tiên vẫn chưa bao giờ thay đổi, mà theo ngày tháng càng phát triển hơn, chỉ thiếu nước gọi Thủy Tiên là vợ nữa mà thôi. Nhưng tình cảm là tình cảm, vật chất là vật chất, không thể đánh bùn sang ao được. Nghĩa là đàn ông, cái tư tưởng cờ hó chui gầm chạn nó ăn sâu từ thủa bé mất rồi, cậu sinh ra và lớn lên ở quê mà. Nghĩa chưa bao giờ thừa nhận một nửa cái xóp trọng thủy là của mình, mặc dù biết giá trị của nó lớn lắm, rất lớn là đằng khác, mà có khi cả đời cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kiếm được không thể vì cái lợi, cái sướng trước mắt mà bước chệch trên con đường hoàn thành ước mơ được, lại nói về chuyện ước mơ. Từ ngày chọn trồng nông sản theo quy trình, Nghĩa như kẻ lạc được tìm thấy la bàn. Việc này cậu có chia sẻ rất kỹ lưỡng với bác Tập và cô Hồng. Hai bác phấn khởi đồng ý ngay táp lự với Nghĩa. Thế nên giờ đây, Nghĩa không còn học nhiều loại cây trồng nữa, mà chỉ tập trung vào học hỏi và nghiên cứu trồng các loại cây rau củ quả ngắn ngày, kết hợp với cách trồng chứ không theo phương pháp truyền thống như hàng bao đời nay. Việc học tập ở vườn ươm vẫn duy trì đều đặn vào các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nghĩa thường ở lại vườn ươm buổi tối thứ bảy luôn cho tiện chứ không về nhà. Và hôm nay là một buổi tối thứ bảy đó. Trời lạnh căm căm, đã hơn 9 giờ tối rồi nên trời đen như mực, ngoài trời lạnh buốt lại lớt phớt mưa bay. Hai tay bác tập ôm một túi ni lông rất to định đi ra khỏi nhà thì đúng lúc ấy vợ bác từ trên cầu thang đi xuống thấy chồng đã muộn rồi, trời đang mưa lại đi ra khỏi nhà, lo cho sức khỏe của chồng cô Hồng hỏi, muộn rồi anh còn đi đâu vậy? Nghe vợ hỏi, bác tập đứng lại ở bậc hiên nhà lát gạch men trắng, thú thực bác cũng ngại đi lắm. Có tuổi rồi chứ không còn thanh niên nữa nên buổi tối bác chỉ muốn ở trên phòng đọc sách mà thôi, nhưng việc đi vẫn phải đi, bác dơ dơ cái bọc túi ni lông to bằng nửa người ra cho vợ xem. Trời lạnh thế này, ở ngoài vườn ươm lại không có chăn ấm. Anh định mang ra cho thằng Nghĩa, nay có mình nó ngủ ở vườn. Bảo vệ xin nghỉ một hôm về quê dỗ họ. Từ nghĩa ở miệng chồng thốt ra là cô Hồng dùng mình một cái, còn lý do cô dùng mình thì không ai biết được là vì lý do gì. Có thể là một cơn gió lạnh bút từ ngoài cửa chính thổi vào vì chồng đang mở cửa. Có thể vì nước ở đâu đó chảy ra theo. Hoặc cũng có thể từ chính tâm lý của cô khi trong đầu nổ ra từ nghĩa hình ảnh cậu thanh niên trẻ trung khỏe mạnh lại tốt tính hiện ra rồi nhân vật tưởng tượng mà cô liên tưởng mỗi lần xem những cái đĩa phim những cái mà cô em gái gửi cho đều ứng vào cậu thanh niên ấy thêm nữa những lời kể lại của cô em gái như tiếng sấm rền vang lên trong đầu cô hồng oái oăm và khổ sở làm sao tất cả những thứ ấy cứ ngày tháng như những đợt sóng nó nối tiếp nhau cộng hưởng vào nhau muốn đánh gục lý trí của cô phải cô đã mất cả một đêm để lý trí chiến thắng con tim và quyết định từ chối sự sắp đặt của cô em gái nhưng đêm đó thắng còn những đêm khác thì sao liệu cô có thắng mãi được hay không đã bao nhiêu lần cô muốn buông bỏ tất cả để một lần hư một lần không còn là chính mình đi tìm những thứ khát khao của một người phụ nữ bình thường một lần được làm người đàn bà đúng nghĩa của nó giờ đây người cô căng như quả bóng căng đến nỗi chỉ một hơi thở và nhẹ thôi cũng làm nó không thể chịu đựng được nữa mà nổ tan thành từng mảnh nhỏ anh để em đi cho trời mưa gió thế này anh đi thì ốm ra đấy bác tập ngại ngùng quả thực là bác ngại đi thật nhưng cũng không nỡ để người vợ mà bác nâng như nâng chứng hứng như hứng hoa suốt bao nhiêu năm nay phải bươn mình ra với cái lạnh bốt này thôi em cứ ở nhà để đi trời nói đến đây thì vợ bác đã ở bên cạnh rồi cô hồng tự mình đỡ lấy cái túi ni lông đựng chăn bông từ tay chồng giọng cô có vẻ kiên quyết lắm trời lạnh và mưa em mới không cho anh đi anh biết sức khỏe của mình như thế nào mà Thôi anh vào nhà đi, em đi một loáng rồi về ngay." Bác tập không đành lòng nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, cái tuổi nó đuổi cái xuân. Bác đưa cho vợ túi chăn bông rồi dặn dò thêm, "Em nhớ mặc áo mưa vào." "Vâng, em mặc luôn đây." Vậy là cô Hồng đi xe máy chờ cái túi chăn bông to tướng ở phía đằng sau. Cô chẳng hiểu tại sao mình lại nặng nặc đòi đi đưa chăn cho bằng được như vậy, xe ra khỏi cổng cô mới tự mình nghĩ lại. "Ơ, ờ, tại sao mình lại cứ đòi đi nhỉ?" cái gì sai khiến mình làm điều đó chứ hồng ơi đừng dại dột đừng xa ngã mày giữ được bao nhiêu năm rồi sao không cố nốt đi trên đường từ nhà ra đến vườn ươm không xa là bao nhiêu lại đi xe máy nên thời gian chắc chỉ mất có vài phút đồng hồ ấy thế nhưng vài phút ngắn ngủi ấy lại là khoảng thời gian đấu tranh vô cùng ác liệt giữa phần con và phần người trong cô hồng lúc người thắng thì cô nghĩ chỉ ra đưa chăn bình thường thôi rồi về nhưng lúc phần con trong cô chiến thắng thì cô tưởng tượng ra đủ thứ chuyện xảy ra. Khi cô ra đến nơi, phần con trong cô như thét lên trong não, một đời dài lắm, đừng chịu nữa Hồng ơi. Rồi thì cũng đến nơi, có phần nào thắng đi chăng nữa, thì cô cũng phải đưa cái chăn này đến nơi mà nó cần đến, đó là nhiệm vụ mà cô đã dành của chồng, không làm không được. Ấy thế nên tạm thời chưa biết bên nào thắng bên nào. Cô Hồng tự mở cổng vườn bằng chìa khóa mình mang theo từ cổng vào đến cái nhà khung sắt hai tầng ở giữa vườn mất một đoạn khoảng gần 100 mét. Hai bên đường đi tầng lớp các luống cây giống nhỏ xíu, hàng trăm bóng đèn điện thắp sáng bằng thứ ánh ánh màu vàng vàng phả xuống cây. Không phải là thắp điện cho sáng đơn thuần đâu, mà thắp điện để kích thích sinh trưởng, tạo quang hợp cho cây ngay cả ban đêm. Một cách trồng cây theo hình thức công nghiệp, những giọt mưa bay lất phất bị gió làm cho cứ ngả bên này lại ngả bên kia nhìn thật đẹp mắt. Tiếng xe máy làm nghĩa tỉnh dậy, thực sự cậu lạnh quá mà không ngủ được. Thời tiết thật bất thường, một chiếc chăn mỏng không đủ để ủ ấm cậu một mình trong không gian rộng mênh mông của khu vườn ươm. Nghĩa bước ra khỏi nhà đón bác tập, cậu đoán là bác vì tiếng xe máy này rất quen thuộc. Khi cậu vừa mở cửa ra thì cũng là lúc chiếc xe máy đi đến trước cửa, dựng cạnh bộ bàn ghế uống nước là những đoạn thân cây. Nhìn thấy người trên xe máy không phải là bác tập mà là cô Hồng vợ bác, Nghĩa ngạc nhiên, ơ cô Hồng, muộn thế này cô còn ra đây làm gì? Cô Hồng quay mông về phía nghĩa tháo dây chun buộc túi chăn bông, tư thế này làm cho cô có chút bình tĩnh khi không phải đối mặt với nghĩa trong lúc này, lại có thể che giấu được hồi hộp và run sợ, cô sợ chính bản thân mình. Cô mang chăn bông ra cho cháu. Trời lạnh thế này mà ngoài vườn có mỗi cái chăn mỏng. Cháu chưa đi ngủ à? Nghĩa chưa kịp giúp cô tháo chăn bông thì cô đã làm xong, cởi áo mưa rồi bê vào bê túi chăn vào trong nhà. Bước theo cô mà lòng trộn rộn, vừa rồi cậu chưa kịp bật đèn điện ở phòng bên trong nhưng ánh sáng vàng từ hàng trăm bóng điện phía vườn phả vào cũng đủ để cậu nhìn thấy cô hồng đẹp đẽ trong chiếc quần ngủ nỉ nghĩa vẫn còn ấn tượng cái lần đầu tiên gặp cô cách đây cũng gần hai năm rồi hôm đó cậu sang đây tìm nơi học nghề thì gặp cô đi mang cơm cho chồng lần ấy cậu cũng bám theo cô đi từ ngoài kia vào đây cháu chưa ngủ không hiểu sao hôm nay trời lạnh quá cô nhỉ vào bên trong không khí có ấm hơn một chút nhưng cũng còn lạnh lắm ngôi nhà hai tầng khung sắt có các tấm vách bằng gỗ ép không được kín giống như nhà xây gạch gió vẫn lùa qua lỗ hở lạnh thì lạnh vậy nhưng cô hồng lại không có đủ suy nghĩ để mà cảm nhận bởi người cô nóng bừng hừng hực nóng hổi từ trong phát ra ngoài trong đầu cô nổ đông đốt suy nghĩ rằng lúc đêm đông thế này cô lại đang ở cùng với một chàng trai trong một ngôi nhà giữa khu vườn rộng mênh mông Trai mới lớn gặp gái cô quạnh hiu ở hoàn cảnh này rất dễ phát sinh những điều không mong muốn. Đặt cái chăn bông xuống giường, cô Hồng không dám quay người lại, cô cảm nhận thấy Nghĩa đang đứng ngay sau lưng mình, hơi chai nườm nượp phả ra từ phía sau đập vào lưng cô. Có thể đó chỉ là cảm giác của cô trong lúc nhạy cảm thế này mà thôi, người cô cứng đơ như trực vỡ, ừ, lạnh quá, cô Hồng nói mà gần như chẳng biết mình vừa nói gì. Cháu cảm ơn, Nhìn thấy bàn tay cô Hồng đặt trên giường, vòng ba quay ra phía mình, nghĩa thấy mình thật xấu xa khi trong đầu lại lóe lên ý nghĩ bậy bạ. Cái lần nghĩa vô tình nhìn thấy trong nhà đã làm nghĩa chằn chọc biết bao nhiêu đêm. Giờ đây, trong đầu nghĩa thầm ước ao, giá mà thì tốt biết bao. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ có các vàng các bạc nghĩa cũng chẳng dám, mặc dù làm chuyện đó không khó, chắc chỉ nhằng một cái là đã có thể rồi. Nghĩa vừa cảm ơn nhưng có lẽ cô Hồng cũng chẳng nghe tiếng, hoặc có nghe cũng chẳng hiểu gì. Cô Lê từng bước nhỏ quay đầu rời khỏi cái giường mà hơi dai vẫn còn phảng phất. Từng bước đi nặng nề như đôi chân không muốn rời, đúng. Thực sự là giờ đây cô chỉ muốn leo lên cái giường ấy rồi muốn làm gì thì làm thôi. Đầu nghĩ vậy và muốn vậy, nhưng đôi chân cô cứ đi, cứ bước từng bước nhỏ như để chạy trốn khỏi hoàn cảnh này vậy. Nghĩa tiếc nuối nuốt đánh ực, trong lúc này đây, bản thân cậu muốn làm một cái gì đó cho cô và cho chính bản thân mình cái tật mà có lẽ cậu sẽ rất khó bỏ, đó là có cảm hứng với người hơn tuổi mình. Nguyên nhân là vì cái chuyện xảy ra với cô Cẩm Tú hồi đó đã in hẳn trong đầu cậu không thể phai mờ, nó có tác động đến sở thích trong cả quãng đời còn lại của cậu. Ấy thế mới có chuyện cậu cùng chị Mận, gì của bạn Tuyết mới diễn ra. Nếu không phải vì mình là người yêu của Thủy Tiên, có lẽ bây giờ Nghĩa vẫn còn say trong men với cô Cẩm Tú rồi kể từ ngày là người yêu thủy tiên mặc dù không có với cô cẩm tú bao giờ nhưng cậu vẫn luôn nghĩ về cô vẫn có khát khao về cô cái thèm muốn ấy lần nào cũng trỗi dậy một cách mãnh liệt mỗi lần gặp cẩm tú rồi chị mận nữa nếu không vì tôn trọng chị coi chị như một người chị gái của mình có lẽ nghĩa sẽ không chỉ một lần đâu nghĩa biết chị vẫn còn muốn lại với mình thỉnh thoảng có gặp chị ánh mắt chị báo cho nghĩa biết chuyện đó chị đã giữ đúng lời hứa của mình cho chị hư một lần thôi nếu không vì cô hiệu phó kia không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại là gì ruột của bạn tuyết thì có lẽ cậu sẽ có một người bạn gần gũi tuyệt vời rồi và bây giờ một người phụ nữ nữa ở ngay đây nghĩa biết cô hồng cũng đang khát khao một cái gì đó lần chứng kiến cô là minh chứng rõ ràng nhất cô hồng bước gần ra đến cửa thì đứng lại nhưng không quay đầu lại cô cứ đứng im như vậy một lúc rồi cô lại bước thêm ba bước nữa thì đứng lại rõ ràng cô muốn nói gì đấy hoặc làm gì đấy mà có điều gì cấn cái không thể nói ra. Bản thân cô hình như muốn quay lại nhưng không dám, cô sợ điều gì đó thì phải. Nhưng đến khi cô rào bước ra hẳn khỏi cửa thì không hiểu sức mạnh từ đâu tới, nghĩa lên tiếng, cô Hồng. Tiếng nói ấy như tiếng sét xé ngang bầu trời làm cô Hồng khựng lại ở trước cửa. Cô không dám quay đầu nhưng lên tiếng, gì vậy Nghĩa? Ở sau lưng cô Hồng, Nghĩa hít một hơi thật sâu, có lẽ là sâu nhất trong cuộc đời cậu trong chuyện đó nghĩa chưa chủ động với ai bao giờ đây là lần đầu tiên cháu có thể giúp cô được không cô hồng vẫn không dám quay lưng trở vào trong tim cô đập thật mạnh đến nỗi sắc loạn nhịp mất rồi hai đầu gối cô bồn rùn chỉ muốn ngã nhào cô thòn thẻ nói nhỏ vừa đủ cho nghĩa nghe tiếng giúp gì mất thêm một khoảng thời gian không ngắn nữa